có một con gấu đen xuất hiện trên đường tại vùng núi hòa bình đại trung nó cố gắng chạy nhanh về phía trước với cái chân sau hình như bị thương nên chạy không được bình thường nhưng chúng thấy vậy muốn cứu nó nhưng nó dùng hết sức bình sinh để chạy với cái chân bị thương chỉ về một cái là mất dạng anh họ lưu cho biết, chân sau của nó bị thương, nếu không thì nó có thể leo lên cái dốc này một cách dễ dàng. Nhưng con gấu này cứ leo lên rồi tuột xuống, leo lên lại tuột xuống. Mới đầu tôi tưởng đó là con chó, còn nghĩ tại sao con chó này to lớn như vậy. Con gấu này có thể là con gấu đen Phomosan. Người dân địa phương nhanh chóng thông báo cho cục lâm vụ. Vậy là dân chúng, cảnh sát và đội tìm kiếm cứu nạn cùng ra tay tìm kiếm con gấu. Bà Hồng Hạnh Du, trưởng phòng quản lý rừng Đông Thế cho biết, chân xa của con gấu có thể là bị xe đụng gây thương tích, nhưng hiện nay vẫn chưa biết rõ nguyên nhân làm nó bị thương. Do đó, phải tìm được nó mới có thể biết được nguyên nhân và xem vết thương của nó nặng nhẹ ra sao. Ngoài đội tìm kiếm cứu nạn của dân chúng ra, Cục Lâm Vụ cũng cử 8 nhân viên để tìm kiếm con gấu này. Cục Lâm Vụ kêu gọi dân chúng không nên đến gần khu này để tránh làm cho con gấu con này hoảng sợ. Và lại, có thể gấu mẹ cũng đang ở gần đó, nên nhân viên tìm kiếm gấu con cũng nên thận trọng, kẻo bị gấu mẹ tấn công.